ចាពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែឃើញចាក្បាលវីដេអូហើយចាគឺប្រកាសជាស្រក់ទឹកមាត់ហើយនឹកឃ្លានចង់ញ៉ាំតែម្ដងចាបុកលហុងជាមួយនឹងស្បែកជ្រូកចាឥឡូវនេះយើងមកចាធ្វើវិធីធ្វើស្បែកជ្រូកបំពងស្បែកជ្រូករបស់យើងឲ្យស្រួយឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាញ៉ាំជក់មាត់ជក់ចិត្តតែម្ដងចាឥឡូវគឺយើងមានស្បែកជ្រូកប៉ុណ្ណេះចាគឺនឹងខ្ញុំអត់បានទិញច្រើនទេចាបន្តមកគឺយើងចាយកទឹកដាំចាបន្ថែមជាមួយនឹងក្រូ
dương ở chập làm tật thì cái đại tích cái dương đã bạch chuột chuột chức năng bạch dương tứ chập bóng bốn tục đó tật phù của bạn đài chà thì nếu chúng đã thầm cái đại chất phù thì chà bạn nếu chúng đã bạch chuột tam bạch đồng hay ở vậy thì dùng khăn không cá thường hộ bạch dương bóng bốn bạch chỉ đăng ấy cưa nà mày chà chứ trừ liên tật xung quanh đại xã đó nữa chà đầm bầy nà mày chà năng sục hiệu bạch dương thì chà lỡ bạch chuột bạch dương bàn phù hay chà phù bị bệnh phù đai hay chà và tóc mắt cái dương do chơi sưu chạm chà nếu chúng mình phải là cột chẳng nếu chúng chạm đôi phải là cột tới đừng thay táo hiện chồ chạm chồ hiện phơi tịnh nơi chẳng nó cũng ai phơi khăn pe cho bong bốn còn là thay dương do mà chạm ai chồ tẩy chà biểu là tôn sáy chứ ở lời đi cứ ở vị thịt vừa bọn nếu chúng nó cứ chà do phải là cột chạm và tóc mắt cứ đặt cho mình ngồi rồi đi bình tĩnh chà hãy cứ dừng vô đặt té chặt khăn rồi dừng chia pi bài chụp và dừng nâng một cùng chụp hiu chà rồi chân khăn là bây giờ khăn nâng bóng phong cho mình bài chụp và dừng để bán play pi khăn chụp mình chà lỡ cứ dừng chụp lại bán bên này hơi chà chia khăn ta dừng chụp lại khăn sập chà chân chân cô chụp hiu hơi chà và tóm mắt cứ dừng bán khăn chờ là một mấy dừng đu chánh hai dân chạy sẽ bay chụp để dân bàn sao nắng trôi mặt lạnh đẹp và dân màu chàng chấn dân chạy trôi hơi dân ở đại tục trao ban thì bằng bồn cứ dân thử cô tập lập cho tập lập lớn tập cho tập lang rồi hô chà rồi hô tập đo bài chụp bài dân nắng chà xuôi chân ảnh chà mới tới xuôi lưỡi đi chập đam hiện lang xuôi thì tuyệt thấy chà dân phơi nắng cứ dân đốt đặt thằng và tập mắt cứ dân đu chân khăn chà tập bốn dân đặt thằng sân nó tập mấy dân đu chân khăn tục tè tì tì chà hai dân cô tập lập cho tập lập lần ao bài chụp và dân nắng hiện lần xuôi khăn chà lỡ nếu dân đu chân hái rồi lại quật của sai nhưng quật nắng đặt chôn một đồng tiền dân tục ai bị tập chạm thịt dần chà hái dân đặt chôn một đồng tiền dân bằng pong chà một đồng tiền hay cứ dân ở tục trao đài cứ dân cô chà cứ dân cô ta cô màu là hồ chà lại đi cứ chà rồi rồi xem đẹp bài chụp bồng bông xuôi chung ngôi chung ngắn nhằm trụ mọt trụ chật đất ở rồng nhằm hơi trong nhằm tiệt bồng bông này chà chà lại dân ở mọc lụa vành một đồng chà lại cô xa nhằm cọt lụa này hay cọt chì nè bồng bông bài chụp đi phần đài chà cho mọi người bờ một tí cổ chà mà ồ chung ngắn nào ồn ơi chung ngắn trụ chật trụ mọt tại mặt đồng chà hãy đi dân nhằm chung mình đang bọc là hông dễ bị tha chiết xa hai tầm đồng bông bông chà chân anh cọp xử lý chà chân ách phụ nhằm tầng ọc nha nè ọc con xin mẹ bông bông phương ca tạm năng tu sân à video bằng những chấm tăng bị đa mở đồ đọc tì bình chập chà hãy xôm chui chụt like chà chụt comment cả đồ chí xe mà nè môi phong nè hãy đừng chụp nha nơi video cry tiết ọc con chung rịp lì bông bông.